shop mình ký gửi hả? Sắp tay. Em tay cũng được. Cho ờ. Còn lên sợ nó không cho sách tay lên máy bay thôi, nó kêu ký gửi. Cái này nãy giờ ngon quá trời. Đầy hộp ơi. Bự rồi sao bỏ đâu vừa đâu vậy, bỏ thêm hộp nữa đi. Trời ơi, cái hộp này bự chà bá luôn. Nãy giờ quay là trái này ngon nhất. Ồ. Muốn ăn hộp. Này sầu riêng lên ít quá. À, lên rồi bên Quỳnh Thiện Lộc mà chưa chở qua hả? Này ri 6 miền Tây nha cả nhà. Cái Tiên đang ngồi coi. Dạo này là bé Tiên là quản lý cái nguyên cái cửa hàng bên này luôn rồi đó. Thì bà chủ ngồi thu tiền thôi, bà chủ đâu có cùi đâu. Đúng rồi, tặng mấy cái này của cô chùm đi. Rồi cô mua mấy hộp luôn hả? Cô ơi, cái này nó vừa chín tới cho nên con làm nó hơi xấu. Cô này mua mấy hộp luôn nè cả nhà. Cái nồng cứ không mở ra cho cô nha. Dạ. Này đi sớm miền Tây. Không, cái này chưa chín không hả? Bên đây nó cứt, dạ vừa chín tới, thôi cùi ép một tí. Cùi nó hơi ép bên trái này. Dạ. Cái này con hơi khui ép chút á. Con nó cứng cái mũi đầu nè. Dạ. À, để hồi con mở ra con đang cho cô cái này. Cái này chưa chín hôm mà chứ cho để ngày mai. Khui ép á. Khui ép à. Dạ. Để lại coi. Mềm. Bây giờ con còn mềm đâu? Cái nào không được, miền Đông miền Tây gì Nguyễn nó ngon được. Tại vì nãy giờ cô Hữu cái kêu là cô Hữu miền Đông cho cô giấy phân thôi mẹ. Đây bà chủ à. Nay sầu riêng lên ít cho bà chủ, chừng nào mới nhiều bà chủ. À, lên rồi mở bển mới chở qua hả? Còn này có 100 ngàn ký hả? Dạ, đi miền Đông thì 100 ngàn ký à. Còn đi miền Tây thì 101 à. Miền Tây mắc hơn. Ngọt béo được rồi, chứ miền nào cũng được. Miền Nam được. Dạ. Ngon là được. Dạ, cô thật con giúp cho cô thử nha. Để em giúp con chồng tắt luôn. Mềm. Ngon con, ok thấy không? Tại vì miền nào không được mà cứ do dự hoài. Dạ. Miền nào cô ăn ngon là cô lấy. Chục tí là bạn kiếm gặp người Nam khác gì. Bởi vậy. Mấy cô cũng làm ráo hết. Dạ. Cái này của cô mua luôn á hả? Rồi cô mua dạ, hết rồi nãy. Nãy giờ 4 5 trái rồi. Dạ. Cô nói cho cô nghe con trai bên cô đây lần mới khen lắm, mẹ lại nó mua đi. Ờ. Mấy cô chưa. Vậy hả cô? Nay tới cô đi mua tới 5 trái luôn. Chưa nắng mà cô chạy xe đi mua. Cô ở gần đây không cô? À, Lê Đại Hành. Dạ. Cô bên Lê Đại Hành qua mua. Dạ. Dạ. Này sầu riêng thấy trống rồi cả nhà. À, chừng có mấy trái ở ngoài trước với trong nhà. Bên kia số 3 Quỳnh Thiện Lộc chưa có chở qua. Dạ. Bữa trưa này có chở qua không hay là chiều tối mới chở qua? 5 trái. Còn một tí 5 trái luôn. Cho cô
Nắng quá, nắng rồi cô. Ủa thường thường nó khô là nó đâu bị nhẫn đâu ta, chín lắm nó mới nhẫn mà. Thường thường khô là nó đâu nhẫn đâu cả nhà. Thường thường chín dữ lắm ăn nó mới nhẫn nhẫn. Nó có bị hơi nhẫn là đắng đắng xíu. Chứ cơm khô rồi nhẫn là thường thường là thường thiên chín dữ lắm nó nhão nó mới bị nhẫn. Bây giờ không có ghé quay sầu riêng của chú anh chị. Hay ghé là quay sầu riêng. Đó rồi sầu riêng cũng không biết sao hồi nãy chú nói nó đứt lứa, tự nhiên đứt ngang không có hàng bán cả nha. Bởi vì giữa sầu riêng lèo tèo có mấy trái đang kiếm hàng bán. Trên kệ nhiều vậy chứ cũng chưa chắc là có chín bán nữa nè. Đang lựa. Sầu riêng năm nay giá cao quá, giữ giá ở đây chỗ Thành bán là giữ giá 100-101 suốt luôn á, mấy tháng trời luôn. Rồi năm rồi giá sầu riêng rất là rẻ luôn á, năm rồi chỉ có 7-80 ngàn một ký thôi, nay là 100-101 đứng giá mấy tháng này luôn. Vườn bán được giá, lựa hết rồi không có chín. Ngoài đây có không? Rồi, tình hình là không có sầu riêng chín nè. Lựa được trái này nè cả nhà, tròn như trái banh luôn, có 244 ngàn. Đúng rồi, sượng với lại mẹ lo lạc quá. Dạ, sượng rồi. Đây bán sượng lạc đâu có kêu khách lấy đâu. Đổi chiếc khác rồi. Cái này ăn lép hả? Lép mà. Dạ. Cơm khô đó. Rồi, mì mà chín rồi. Không cần ăn đâu. Anh đi mua giùm mà đúng không? Mua anh cho người ta chứ. Cho á. Rồi, ngon lành. Bởi vậy thì để người ta ăn, người ta bán vốn không? Cho, đó, cho. Có cái hộp nhỏ cho anh em học đi. Dạ, được không? Cho đồ ngon chứ không? Bây giờ giờ tạm thời à, để ngắt thôi nha. Cho đồ dở người ta không? Cái này là hỏi chín rồi. Dạ đúng rồi, đó là đi 6 hạt lép cơm vàng. Nói chung là cơm vàng hạt lép thì ta sẽ nghĩ ngay đến đi 6. Nhưng mà tỷ lệ lép của nó không có 100% như Thái. Hạt lép hết mà, giờ đâu có trồng hạt to đâu. Giờ mình trồng hạt lép hết. Sáu học có tiền. Rồi trái này sáu học. Học nhỏ mà sáu học. Chưa, vàng đâu, vàng đâu. Sáu học. Đây qua cái núi lớn này để ghi cho anh, làm dấu cho anh. Dạ, làm dấu. Cái bà lớn đó, giờ đi vô đóng hộp hút chân không không? Dạ, hôm nay đang cúp điện. Cháy rồi, cháy điện rồi. Có điện rồi á. Ờ, mới mở cầu dao cháy điện rồi. Không, hồi sớm là phải chét cái máy hút chân không đi qua đối diện hút nhờ luôn á. Bởi vì cúp điện nãy giờ đổ mồ hôi chân gì em vô hút chân không. Rồi, tới bà chủ vô coi nha, cho mấy tiền xuống hàng. Nằm chở sầu riêng lên buổi trưa nắng không à, giờ lên không à? Đúng 12 giờ ngọ. Đang thử à, ngoài sầu riêng
200 nhiều muối hơn cái trái của ông gì nãy nữa. Bao nhiêu muối mà. Nhiều muối hơn ông gì nãy nè. Còn không? Hết rồi. À, 200. Đây sầu riêng mới qua nè cả nhà. Xuống sầu riêng. Nãy nó không có sầu riêng phải không? Chú Năm chở nguyên một xe ba gác qua luôn. Cái tiền đang xuống sầu riêng. Thật chứ gái gì mà giỏi lắm nha. Quản lý nguyên cái cửa hàng sầu riêng này luôn. Quần quật cả ngày lên sầu riêng, xuống sầu riêng, bán sầu riêng. Có mấy bữa chạy ngang thấy ngồi có một mình bán rồi cả nhà. Không có bà chủ ở đây luôn. Nắng ghê không? 12 giờ đó. Chú Năm qua là giờ Linh không à? Ông đợi nón vô nắng quá nắng. Xe này cũng ít rồi không có nhiều. Mà thấy sầu riêng hôm nay to to không à. Trúng rồi, nó lăn sầu riêng trúng tay chảy máu rồi, nhức lắm. Đi quay vậy chứ mà cũng không có đụng tới sầu riêng mà cũng bị đâm hoài cả nhà. Này có mấy trái này to quá. Này Thái thì đi 6 à. Này đi 6 à, to chưa? Gái mà kiên giống như con trai đàn ông liệt sĩ. Mấy bữa rồi Sài Gòn trời hết mưa rồi. Tuần rồi mưa quá trời mưa luôn, tuần này hết mưa rồi, nắng quá trời nắng. Mưa thì ngập đường, nắng thì nóng chịu không nổi. Rồi này có mấy trái sầu riêng 6 khổng lồ luôn. Mấy trái này muối to lắm mà vỏ nó cũng dày. Xe này cũng mấy tạ, 3-4 tạ. Trái gì trung bình 2 kg mấy, 3 kg. 100 trái là thấy hết 300 kg rồi. Sầu riêng năm nay nhà vườn trồng đi xuất khẩu quá trời nên trong nước ít sầu riêng, có mà giá cao. Khi nào mà không xuất khẩu được trong nước giá mới rẻ quá trời. Đây cái nữa, hình như này tới 2 cái luôn. Chắc này tới mấy sọt rồi. Đổ mồ hôi. Nặng lắm, nặng lắm. Rồi xuống hết sầu riêng rồi đó nha cả nhà. Đây. Quá trời luôn. Ơi ơi. Gần cái chục cái rổ. Giờ sầu riêng lên nãy ít xịt giờ đầy nhà rồi. À, giờ dính vô trong. Ghê không? Mình bé tiên mà xử lý hết luôn đống sầu riêng. Ăn một dĩa cơm chưa xong là chưa tiêu hóa hết. Giờ phải đinh vô nhà nữa. Đây là cảnh lên hàng sầu riêng tại cửa hàng Hiếu Nghĩa, 415 Cách Mạng 8, phường 13, quận 10. Kéo vô. Đó, chắc thì sầu riêng nhiều, nhiều nhiều khách ta đi ngang ta mới thích. Quá trời luôn, nên ngập cửa luôn.
bao ngon hả? Bao ngọt. Ai nói là tự nhiên miền Đông là không ngọt mà có cái định nghĩa đó vậy ta? Bữa đó cho ai cho ăn trái miền Đông mà trái non hay sao rồi đó? Chỉ có tự nhiên ngon mới không ngọt thôi. Trái này ngon á. Nãy giờ thấy cùi đấy. Bỏ vô hút. Trái này ngon. Ủa vậy hả? Không ngon hả? Đem đi máy bay mà. Đem đi máy bay được không cả nhà? Cô không biết nha, cô chú chị mình comment xem. Được mà nó ký gửi hay là nó xách tay á chứ? Cùng sớm mình ký gửi hả? Hay xách tay? Tay cũng được. Chỉ sợ nó không cho xách tay lên máy bay thôi, nó kêu ký gửi. Cái này nãy giờ ngon quá trời, đầy hộp ơi. Bự rồi sao, bỏ đâu vừa đâu vậy, bỏ thêm hộp nữa đi. Trời ơi, cái hộp này bự chà bá luôn. Nãy giờ quay là trái này ngon nhất á. Muối lần luôn á. Muối lần hộp á. Thôi này nhiêu đi chị. Để thử muối rồi anh trái nào. Trời, muối lần nữa ký anh trái. Yeah. Rồi mối bánh sẽ thay đổi quan điểm là miền Đông là rất là ngon, ngọt hay chưa có lẹt cả. Chín đủ tuổi là nó ngon. Anh đi ô tô hả? Đầy ráp mà. Sợ mùi không? Sợ mùi thì bỏ vô đây hút chân không? Trái muối rồi. Trái muối thì bỏ trái muối khác ra nha. Được không? Cơm ngon luôn á. Cái màu cơm thì ngon nè. Trái này nó cháy muối quá trời luôn rồi, để lấy trái khác. Nó cháy tới hai bên, hai bên hộp muối. Để trái khác. Cơm ráo. Cho khách thử nha cả nhà. Dễ dẻo luôn á. Đúng chưa? Không biết chè ngon luôn. Nghe đó là nói chi. Tự nhiên bánh chè là ngon nhất rồi. Bánh chè ngon luôn kìa. Cái nãy hả? Mà nó cháy muối. Ủa chè nãy ngon hơn chè này. Cái này nó đang chưa chín mấy nữa. Nó ráo dẻo thôi à. Đúng rồi. Cái đó không mềm. Cái kia này phải chưa chín nó mới chín tới. Cái này dẻo hơn chứ. Mà cái cháy muối ăn gì vậy? Ơi, cái này người ta đang độ dẻo mà không hết sao. Quá trời muốn. Cháy muối nè cả nhà thấy không? Cháy muối nè, cho mình ăn rồi cháy cái kia đó. Giờ bỏ hai muối cháy lại đấy, cái kia muối đồng nguyên rồi bù vô đây cho anh. Đó là bỏ hai muối cháy muối này nha. Chẻ cái kia lấy cái muối này bù vô đây. Đúng chưa?
đang nãy đang thử anh ấn tượng cái này. Để giờ anh lấy cái muối không cháy em buồn nha. Giờ coi giờ. Nè không biết hộp này không cháy nè kìa. Bộ hộp này đi. Đó, bộ nguyên hộp luôn. Đó. Cháy muối quá trời luôn rồi, để lại lựa muối nào không cháy bán. Cháy muối gì là bỏ cả nhà, đâu ăn được đâu. Đây một cái gì? 280.